Cửa hàng Nông Cơ Thị Hải xin kính chào tất cả các quý khách hàng. Địa chỉ của cửa hàng ấp 3, xã Bảo Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Số điện thoại 0337 01 9191 0974 644 973. Hôm nay bên em rất hân hạnh lên sóng cho anh em một video giới thiệu về tất cả các làm bãi có tại cửa hàng. Toàn làm xịn sò mà em đã sàng lọc ra đây. Nói chung là thích là nhích luôn thôi chứ không có chuyện mà từ chối nó cả. Ở đây thì có hai cái làm mới ha, làm mới. Hàng làm mới thì làm là đều là sản xuất tại Trung Quốc thôi, nhưng mà chất lượng thì nó có nha, có chất lượng so với những cái dòng làm bãi làm mới khác của Trung Quốc, giá thành nó sẽ cao hơn so với những con giá rẻ có 300 mấy thôi. Và bên này trái bên em đây thì là toàn những con làm xịn sò của mấy bãi nội địa của Nhật nhé, làm bãi nội địa của Nhật. Thì thông thường thì hai cái loại làm này thì hay ráp nhất tại cửa hàng này. Thứ nhất là giá nó rẻ, thứ hai là nó chất lượng thì nó đang 7 đồng 10 so với thằng thằng bãi này. Nói chung là giá thành của nó tương xứng với chất lượng ha. Giá trị đồng tiền nó mang lại ha. Thì ở đây thì có làm 16 in, tức tương 16 in số 16 này anh em này. 16 in tương đương với là 5 tấc, làm 5 tấc thì nếu anh em đo từ đuôi lam cho đến đầu của lam là nó 48 cm nhá. Đo bằng thước thì là 48 cm. Đấy. Và nếu mà xài xích chân 91 hay xích đại ấy, nó là 30 mắt ha. Còn những cái xích kia thì có thể là 34 mắt, xích chuột thì có thể là 42 mắt. Rồi, và bên trái em đây là những cái làm bãi xịn sò thì có những thương hiệu Echoshinowa thì rất là nổi tiếng này. Và đây là làm của Husqvarna nhé, làm Husqvarna. Ở đây là những toàn cái làm tuyển đầu là tình, mọi thứ rất là ok. Và hôm nay em sẽ làm một cái bài review chi tiết nhất cho anh em xem về cái những cái con làm cây lam thanh lam ở đây. Lam này không những anh em sử dụng để mà cưa cây, anh em hư anh em vẫn còn làm được nhiều việc khác. Anh em có thể làm dao, làm rựa các kiểu. Tại sao lại như vậy? Tại vì một con lam thép xịn sò anh em chỉ cần thả như này này. Đó, chỉ cần thả như thế thôi. Ok, đây thả đây. Thấy tiếng thanh đúng không? Thì anh em sẽ được làm dao. Đó. Đây. Đấy thế. Đó. Nhưng mà với một con làm rẻ tiền như thế này, làm nhông, đầu bi, bánh xe, mỗi người vùng miền gọi tên kiểu chỉ như thế này. Anh em theo. Anh em theo. Thì không thể nào làm dao chất lượng ha, tại vì làm này làm rẻ tiền, làm gọi làm ghép, làm đầu bánh xe. Làm này thì thường cho những dành làm bãi, nó thành xài ít, sử dụng trong gia đình sẽ ít thì người ta sử dụng. Và nếu sử dụng nhiều chuyên nghiệp thì người ta sử dụng phải làm Latin như thế này thì nó mới chất lượng, nó mới tốt được ha. Nên là khi anh em mua một con máy cưa thì hầu như là nếu thợ nào ráp một cái lam Latin thì bao giờ giá cả nó phải cao hơn vài trăm ngàn so với anh em ráp một cây lam bánh xe. Đó. Rồi, bỏ qua những vấn đề giới thiệu sản phẩm, hôm nay bây giờ sẽ vào vấn đề chính của nó rồi này. Đó. Và chính là review lam cho anh em. Thì ở đây trước mắt anh em đây có một cái lam 16 in tương đương 5 tấc. Lam này lam mới, thương hiệu Sinowa. Hàng này thì được sản xuất từ BRC, tương đương với nhà máy là sản xuất tại Trung Quốc đấy. Thương hiệu nó gọi là BRC, là một cái tỉnh nào của Trung Quốc. Thì đầu Latin mọi thứ rất ok. Nhưng mà có một điều như thế này. Lam này thì nó có hai bản, bản dày và bản mỏng. Hiện tại ở đây là đang là bản mỏng và bản đây là bản dày. Anh em thấy nó dày không? Dày cui không? Dày này thì để sử dụng cho xích lớn, còn mỏng thì sử dụng cho chân xích nhỏ thôi, từ trên chuột 1/4 hoặc là chân mini chân 91 đó đều sử dụng được. Và có một điều là cây lam này so khách hàng sử dụng và thấy là nhiều khi nó bị khép cái thanh lam này, nó khép lại với nhau. Thì khi mà khép lại thì nhiều anh em không biết ấy, anh em lại đi lấy cái tua vít và anh em bẻ, đâm dẫn ra tình trạng nó mẻ, cái đầu nó tinh và gãy. Và em sẽ chỉ cho anh em một cách để anh em sử dụng cho nó chất lượng và xịn sò. Thì cách mà vụ như bây giờ anh em đặt sợi xích lên như thế này. Đây em miêu tả luôn này. Một tay quay, một tay cầm để anh em thông cảm về vấn đề camera rung lắc nhé. Đây, vụ như thế này, bây giờ anh em thấy nó khắc. Khổ thế chứ nị, tay quay. Đây, anh em đặt lên đây đi. Anh em này, anh em đặt đây, nếu anh em xoay này nó nhẹ nhàng đúng không, nhẹ nhàng thì nó không có vấn đề gì cả. Nhưng mà trường hợp mà nó khép cái này lại
khi mà cây bị khi cưa cây nó đè xuống nó khép theo như này, thì thường những anh em là dùng cái tua vít bẻ, nhưng mà sai, cách đó là không có được ha, cách đó là không có ổn. Và cái cách mà em chỉ anh sau đây, anh em sau đây là anh em làm như thế này thì nó rất là đúng bài. Anh em lấy một cái tip mở đây, nó nặng này anh em theo, ví dụ như vậy. Anh em lấy một cái tip mở buri nha, bác đây em lấy nói này. Anh em lấy một cái tip mở buri và đó anh em để ở đây và lấy cái búa đóng 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 theo đường ray, nó dẹp 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 ra. Tức là nó sẽ giãn nở ra từ từ và anh em cứ vậy sử dụng. Và thật ra cây lam này với giá tiền của nó chỉ cần như một con này thì em bán là khoảng 400 ngàn. Đã cùng bao gồm phí vận chuyển cho anh em về tận nhà là xài khá là ok nha, so với tầm tiền của nó xài rất ok. Ngoài cái nhược điểm vừa nói trên là không may nó khép cái lại, thì anh em dùng tip Mburi anh em đẩy cho em, cứ đẩy từ đây là khi nào mà đặt sợi xích mình vuốt nó rất là nhẹ nhàng, nó trơn tru nhẹ nhàng là anh em sử dụng thôi. Đó. Và cây lam này thì bản nó dày nên nó ít chảy ra cái trường hợp đó hơn, còn cái này là bản mỏng dùng cho xích nhỏ nên nó hay ưa bị ha, còn cái này nó bản dày rãnh lớn to dày khỏe đó. Thì đâm là ít bị hơn, mà nếu nó có chẳng may nó bị thì anh em cũng xử lý như vậy ha. Rồi ok, hai cây lam này bán cho anh em với giá là đều là 400 ngàn một cây, đã bao gồm phí vận chuyển cho anh em nha, đã bao gồm phí vận chuyển đó, anh em không phải suy nghĩ về nha, ship tận hàng. Mua hàng thì sao, thì đặt cọc trước thẻ cào Viettel 100 ngàn, cho địa chỉ số điện thoại rõ ràng ra bên em ship hàng nha. Rồi bỏ qua hai cái cây kế bên tay phải em đây, sang bên tay trái đây là những cái lam bãi xịn sò. Lam xịn sò, lam này của Echo đầu to nha, đây rất chi là đẹp. Thì cây lam này ấy, nó có 4 tấc thôi, thì nếu mà tiếng Anh nó gọi là 14 in, còn đây thì anh em gọi là 4 tấc cũng được. 4 tấc thì anh em đo này, từ đuôi lam này, từ đuôi lam cho đến đầu lam nó là 42 cm, thì khoảng cách cắt được nó sẽ vào đây, từ đây anh em tính từ đây đi, nó khoảng 35 cm là khoảng cách được. Thằng này 16 in khoảng cách cắt được là 40 cm, trừ đi mấy phân nữa gắn vào máy ha, thì anh em gọi nôm na vậy cho anh em dễ hiểu. Ở đây thì đây có mấy con lam này 4 tấc này, 4 tấc này. Đó, đều là 4 tấc. Con này là 5 tấc rưỡi này, con dưới này 5 tấc. Con này ngắn hơn một tí này. Đây, con này dưới 4 tấc luôn ha. Đây thì em sẽ phân này là 4 tấc 4 tấc này. Phần bao giá cho anh em cho nó dễ ha. Đây. Đây nó là như thế này đây. Ok chưa? Thì em sẽ cho từ dài nhất trước ha, rồi bắt đầu đến cái ngắn ha. Thì đây. Ở đây là một cây lam khá là đẹp ha, rất chi là đẹp, cây lam bãi. Cây lam này thì anh em gắn vào đuôi hút vằn nè nhé, mấy cưa hút vằn nè nhé. Anh em lưu ý một điều như này, lam thì thật sự là rất là đơn giản, tức anh em có thể lấy lam hút vằn nè gắn vào lam Sinagua gắn qua lại. Điều khác biệt của nó ở đây là cái lỗ tăng xích đây nhá, lỗ tăng xích và cái lỗ nhớt này thôi. Thì lỗ tăng xích nó lệch thì anh em có thể lấy cái rũa tròn anh em rũa nhé. Anh cứ lấy cái rũ đẩy tới để luôn thì nó sẽ ra theo cái lỗ theo ý anh em nha. Hoặc nếu nó lệch xuống dưới này thì anh em có thể khoan lại ha. Còn lệch lỗ nhớt thì anh em có thể xẻ một đường thẳng hoặc là khoan như thế này thôi, đều lấy mũi khoan khoan được hết. Đó, đó là cách anh em tự sửa để sao cho nó vừa khớp nha. Chứ không thể nào anh mua đúng cái lam như này mà nó có cho anh em, tại vì mình đã xác định chơi lam bãi hay chơi cái lam là anh em phải tự độ chế cái lỗ đuôi lại để cho nó phù hợp nha. Và ở đây là một cái lam khá là đẹp. Đầu nó tinh khá là dày. Lam em đã kiểm tra ok hết mọi thứ, tất cả chi tiết. Nói chung anh em có tiền mua không thôi, chứ còn lam không phải suy nghĩ vấn đề là có chất lượng không em nha. Yên tâm đi, anh em cứ yên tâm đi, em lựa cho anh em là ngon hết rồi. Anh em về chỉ việc sử dụng thôi, cứ bung lúa ra thôi. Đó là về anh em có cây lam xịn sò để em sử dụng. Thế cây lam này ráp vào đuôi hú rất là hợp ha, hay là echo nó dài ha. Còn này 5 tức rưỡi. Giá của cây này này, giá của cây này nhé, giá của cây này em tính cho anh em luôn này, tính cho anh em cả ship là 570 ngàn nhé, 570 ngàn đã bao gồm phí vận chuyển. Sang cây này cũng vậy luôn, cây này là một cây lam Sinagua tản nhiệt, lam này lam mỏng nhé, cây này lam dày này, lam này anh có thể xài xích lớn, còn lam mỏng này như chỉ xài được hai loại xích thôi. Xích lớn thì thật ra với anh em ấy là nó xài được hết, chân 1.3 mm, tức là cái rãnh này 1.3 mm này xài được hết. Nhưng nếu anh em lạm dụng thì khi cưa cây nó to quá nó sẽ bẻ, dẫn đến tình trạng dễ bể cái lam. Còn thật sự nó vẫn xài được, nhưng mà mình hạn chế tại vì nó phù hợp. Tức là bản dày thì dùng xích lớn
Đó. Còn nếu bản mỏng thì xài xích nhỏ, nó là như vậy, cho đúng chuẩn của lam thì nó sẽ được bền hơn. Còn như em lấy lam mỏng mà xài xích lớn nó vẫn xài được, không sao cả, vẫn chạy bình thường. Nhưng mà không may có sự cố gì anh em bẻ một cái là nó bể lam luôn. Đó, nó rất là nguy hiểm một vấn đề đấy. Cho nên anh em lựa chọn cho nó phù hợp. Ở đây thì xin giới thiệu đến anh em một cái lam thứ tư. Lam thứ tư này thì là cây lam Shindawa, có tản nhiệt, đầu Latin khá là to và dài đâu 5 tấc cho anh em. Lam Shindawa thì Shindawa như em nói là các lam Shindawa có thể gắn nó hút vana gắn đầy đủ hết, anh em phải sửa lại cái lỗ thôi, sửa lại lỗ nhớt của nó cho một chút đúng với lam chuẩn lam zin là được đó. Và giá bán của con này thì em cũng tính đồng giá là 570.000 luôn cho anh em nhé. 570.000 rồi, 570.000 đã bao gồm phí vận chuyển hết tận nhà cho anh em. Mua hàng thì đặt cọc trước, thẻ cào viết theo 100.000 ok chưa. Rồi tiếp theo cây lam này nó tầm 4 tấc cho anh em nhé. Lam này thì anh em có thể làm điêu khắc này. Đó, đầu nhọn đó. Đầu này khoảng cách nó tầm khoảng 3, mấy phân thôi. Đấy, 3 cm mấy. Đầu nhọn này thì anh em có thể làm điêu khắc được thì rất là hợp lý. Đầu nhỏ nhá, anh em thấy nó nhỏ này. Thấy không? Đó, làm điêu khắc thì tuyệt vời ha. Của suy nghĩ. Đây. Đó. Làm chất lượng rất là xịn sò, đẹp. Không phải suy nghĩ ha. Cây này thì bán cho anh em với giá 550.000 đã bao gồm phí vận chuyển ha. Đây. 550.000 đã bao gồm phí vận chuyển. Tiếp theo cây lam Echo, cây Echo này thì đầu to, anh em phải suy nghĩ rồi, đầu rất là to. Lam 4 tấc luôn, hàng Echo Zin. Đó, đầu to luôn ha. Đó. Cũng 550.000 bao ship hết luôn. Đấy, còn những cây lam thay này thì phải là 570.000, lam này thì nó xịn sò hơn lam của Shindawa. Đầu là tính khá đẹp. Chữ chỉ hơi mờ thôi chứ lam thì không phải suy nghĩ. Lam mỏng luôn anh em, rất là đẹp, đầu to này. Lam này kiếm được một cái lam đẹp như này rất là khó nhá. Rồi 570.000 luôn cho anh em luôn. Cây này cũng 570.000 đã bao gồm phí vận chuyển về tới nhà anh em luôn, 570.000 một cây. Làm xịn sò xịn đâu qua ha. Đó. Lam nào cũng như nhau hết đấy, chất lượng em đã tuyển hết rồi, không phải suy nghĩ gì hết, anh em nhìn là anh em mê thôi. Nói thật sự với anh em là như vậy. Nó chỉ có file chữ một tí thôi chứ lam rất là xịn sò. 570.000 về tới nhà anh em. Đó. Và cây lam cuối cùng mà muốn giới thiệu đến anh em, cây lam này thì nó tầm khoảng 3 tấc rưỡi gì đó. Nó tầm 3 tấc rưỡi gì đó. Lam Echo Zin, đầu to nha. Đấy, cây lam này thì anh em ráp vào máy gì, mấy tay cụt này rất là hợp lý này. Đấy, tay cụt này, cưa tay cụt cực kỳ hợp lý, cực kỳ xịn sò luôn. Đó. Cây lam này ấy, thì em sẽ tính cho anh em với giá là 520.000 đã bao gồm phí vận chuyển này. Đã bao gồm phí vận chuyển. Anh em lưu ý những cây lam này là lam bãi, lam bãi rất là ngon, chất lượng không phải suy nghĩ, và lam đã được em tuyển lựa sẵn sàng ở đây để phục vụ anh em rồi. Nên anh em chỉ có giá em đưa ra luôn, anh em cảm giác ok thì đặt cọc 100.000 ở bên em ship hàng cho anh em, cho địa chỉ rõ ràng bên em ship hàng tận nhà. Đó, trên đây là giới thiệu cho anh em một ít lam xịn sò. Thật ra lam em còn rất là nhiều đó, lam còn rất là nhiều ha, nhưng mà giới thiệu cho anh em những cây lam VIP đấy ạ. Còn lam hơi kém một xíu, đầu Latin thì em sẽ bán cho anh em với giá rẻ hơn ha. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video. Anh em có nhu cầu mua máy cưa xích, máy cắt cỏ, hàng bãi nội địa, hàng mới, hàng xịn sò gì đó, cứ liên hệ trực tiếp với Thắng Mình Cưa Xích, bên em tiếp anh em hết. Ngoài ra bên em có bán phụ tùng đầy đủ từ A tới Z, anh em mua món gì thì bán món đấy nhé, mua người bán người luôn đó. Ok rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video. Anh em thấy hay thì like, chia sẻ để cho mọi người cùng biết đến kênh em nhiều hơn. Và nếu thấy hữu ích thì hãy để lại bình luận nha. Xin chào nha, cảm ơn anh em theo dõi video rất là nhiều.